Và nếu mà ai muốn nhìn thấy hình ảnh cũ của mình đó, thì liên hệ lãnh đạo của mình ha các anh chị ha, hình bí mật không tuyên truyền. Và rất là vui khi ngày hôm nay mình đã trở lại, thực sự là đã trở lại một lần nữa. Lần trước thì mình đã có tham gia và có thể là có ngủ đông cũng khá là hơi lâu, và gần như là có thể nói là cái cú hích đó là chuyến đi Bình Thuận rồi. Chuyến đi Bình Thuận rồi khá là đẩy mình đi để mà tống mình ra khỏi nhà các anh chị, và khi mà đã tống mình ra khỏi nhà là không có đường về nhà luôn các anh chị. Khi mình bước ra là mình về tới nhà là trời tối khuya, đến nỗi mình về không phải là nhà mình mà là nhà bố mẹ mình các anh chị, tại vì thị trường của mình đang nằm ở đây. Thị trường mình đang nằm ở đây chứ không phải Thủ Đức, cho nên là mình vẫn chưa về được đến nhà các anh chị. Mình đã đi mất 2 ngày chưa về nhà mặc dù là trong cùng một thành phố. Và hôm nay thì mình ở đây để kể cho các mọi người về cái hành trình của mình. Mình rất là khác chị Oanh. Chị Oanh có một ước mơ rất là độc lập, rất là tự. Còn như mình không biết tại sao nữa, từ khi sinh ra mình nghĩ là mình sẽ có một gia đình, có 4 người con và không phải làm gì hết các anh chị. Và không phải làm gì hết, không phải suy nghĩ gì hết. Mình cứ sống vô tư tự tại vậy đó, không nghĩ là làm sao để có tiền hay gì, không bao giờ nghĩ, và mình mơ như vậy. Và cái deadline mình đặt ra đó là năm 37 tuổi hay 35 tuổi mình sẽ đạt được điều đó. Nhưng mà đến khi năm mình 32 tuổi rồi chồng mình cũng chưa có các anh chị. Chồng mình cũng chưa có luôn, và mình giật mình chết rồi, mình làm ở đây 7 năm rồi mình vẫn chưa có chồng. Cái mục tiêu của cuộc đời mình mà sao mình vẫn chưa có. Và mình đã hành động các anh chị, và mình nghỉ việc ở công ty nhà nước khi mà mọi thứ rất là ổn định. Và người ta rất là thắc mắc là tại sao mà mình lại nghỉ. Lương cũng ổn định, vị trí cũng ổn định và mọi thứ rất là ok, mà tại sao có một lý do mà chỉ có một mình mới biết, đó là đi kiếm chồng các anh chị. Và thật sự là khi mà mình tìm cái gì á là mình kiếm thấy cái đó các anh chị. Và để làm sao mà kiếm được chồng các anh chị, phải làm một cái công việc gì đó để mình có thể gặp được nhiều người, đúng không ạ? Đó, và mình quyết định là mình phải làm sale. Thì làm sale thì mới gặp được nhiều người. Và thật sự khi mà mình chuyển qua làm sale, và cái công việc mình chọn đó là làm sale bảo hiểm. Tại vì sao mình chọn sản phẩm là bảo hiểm? Tại vì gặp rất là nhiều người và gặp một cách rất thân tình. Và những người mình gặp đó là họ là khách hàng của mình và họ còn là bạn của mình. Còn nếu như mình làm ở công ty kiểm định đó, những người khách hàng của mình chỉ là khách hàng, nhưng mà khách hàng bảo hiểm của mình là bạn của mình. Vậy cơ hội có chồng cao không các anh chị? Cho nên là có chiến lược hết ha các chị ha. Và thật sự sau 5 năm mình làm bảo hiểm mà mình có chồng. Cho ông chào tay đi các anh cái khoản đó là có rồi ha các anh chị ha. Và cái khoản mà được thoải mái, không suy nghĩ đến tiền mà cuộc sống vẫn ung dung vẫn chưa có, đúng không ạ? Mình rất là lười, mình lười lắm. Cho nên đó là mình chỉ muốn là làm một thời gian thôi, rồi sau đó không làm gì nữa. Tại vì cuộc đời người thì có 60 năm cuộc đời thôi, cho nên mình làm để mình còn phải hưởng nữa. Lỡ chưa kịp hưởng cái thành quả của mình thì mình đi thì ai hưởng, đúng không ạ? Cho nên là mình rất là lựa chọn và mình kiếm kiếm tìm một cái gì đó để có thể là mình làm, mà thời gian sau mình chỉ đi chơi mà mình vẫn có thể hưởng cái điều đó. Mình có nghĩ đến ví dụ như là mở công ty, và mình đã thấy những người mở công ty họ không có được như cái mình muốn, tại vì họ không bao giờ vắng mặt được. Họ thậm chí còn làm nhiều hơn nhân viên. Các công ty thì các anh chị đã nghe nghe chia sẻ nhiều rồi, và mình không chọn cái điều đó. Và mình nghĩ đến một cái việc là mình kinh doanh một cái dòng sản phẩm mà ai cũng phải dùng, sinh ra cũng phải dùng, tuổi trẻ cũng phải dùng, già cũng phải dùng. Đó là sản phẩm về sức khỏe, sắc đẹp, đúng không ạ? Và bảo hiểm nữa các anh chị. Cho nên là tất cả mọi cái là ai cũng cần phải dùng. Thì sao ạ? Thị trường của mình sao ạ? Rất lớn. Tất cả những người mình gặp đều là khách hàng của mình không phải kiếm tiền ở đâu cả, mình chỉ cần sống cuộc sống của mình và khách hàng ở bên cạnh mình, sướng không cả các anh chị. Cho nên là mình chọn cái điều đó để mà mình vừa sống cuộc sống của mình ung dung, mình vừa làm vừa sống, không phải là công việc tách rời cuộc sống, mà cuộc sống là công việc và công việc là cuộc sống, rất là hạnh phúc mà lại vui vẻ mà lại có tiền đó. Và không phải là tự nhiên các anh chị gặp mình ở đây là cũng là nhân duyên lắm, và mình là người đi tìm em quay các anh chị, không phải là em quay đi tìm mình. Và tại mình kiếm mà, thì thực sự là chỉ có em quay mới đáp ứng được những cái điều đó. Sản phẩm về sức khỏe có, sản phẩm tiêu dùng có, sản phẩm về sắc đẹp cũng có, và không phải đầu tư vốn,
một cái rất là nhẹ nhàng và mình đã có tìm hiểu với một cái hệ thống khác. Và sau khi mình đồng hành cùng cái hệ thống đó chắc cũng phải 1 năm, và sau khi mình đi 1 năm đó mình cảm thấy là mọi thứ đều tốt, mọi thứ thật sự đều rất tốt luôn, công ty và sản phẩm mọi thứ đều tốt, nhưng mà mình không có một cái niềm tin là mình có thể làm được đó anh chị. Mình cảm thấy là nó tốt quá nhưng mà nó không dành cho mình. Mình không hiểu tại sao là sau khi mình tham gia cái đó mình lại lại có cái cảm giác đó và bắt đầu là không dành cho mình, tức là mình sẽ không làm, tại vì đâu có phải dành cho mình lại một lần nữa đi kiếm cơ hội. Nhưng mà khi mà mình đã kiếm rồi á, em quay đã chốt mã số mình rồi á, cho dù mã số mình có hết đi chăng nữa thì nó cũng lại đến gặp mình một lần nữa. Đó là nhân duyên khi mà mình gặp người bạn đại học cũ của mình, một người bạn đại học mà gần như là mình không bao giờ chơi các anh chị. Cả năm mình không bao giờ chơi, rất là trong suốt thời gian đại học không chơi, tại vì sao ạ? Bạn nó học rất giỏi, còn mình thì giống như là cứ cuối lớp vậy, may mắn ra trường, cho nên gần như là không phải cùng cùng tầng lớp các anh chị, gần như là không cùng tầng lớp, cho nên là không có cái sự liên hệ gì hết. Nhưng mà mình bắt đầu khi mà mình làm bảo hiểm bắt đầu là sao ạ? Kiếm tìm khách hàng các anh chị, khách hàng ở đâu, khách hàng ở quanh ta đâu ạ? Và bắt đầu mình liên kết lại với bạn và mình chia sẻ cái điều mà mình đang có, mình đang là rất là hào hứng đó. Và dòng đi dòng lại thì cuối cùng là mẹ của mình mới là người mà kết nối mình với bạn. Sớm không bệnh, muộn không bệnh các anh chị, đúng lúc mà gặp Lan là mẹ mình bệnh. Cho nên là tự nhiên cái là thành ra là Lan qua hỗ trợ mẹ mình. Đến bây giờ khi mà mẹ mình chia sẻ với người khác về Lan, nên là nó kiên trì lắm, nhẫn nại lắm, nó người ngoài thôi mà nó chăm sóc mình còn hơn cả người nhà các anh chị. Cho lãnh đạo em chào tay đi ạ. Và bắt đầu là mình thấy cảm thấy cũng có cảm tình với con người này, học giỏi thiệt nhưng mà cũng dễ thương, chứ không phải như mình nghĩ học giỏi sẽ là rất là khó gần, sẽ như thế này thế kia. Mình thấy đã hỗ trợ được cho mẹ mình rồi, cái mình thấy sao ạ? Mẹ mình như vậy thì tương lai của mình cũng giống vậy, tại vì mình ăn cùng cái nồi cơm mà các anh chị. Mình ăn cùng cái nồi cơm, cho nên là mẹ mình như thế thì 5 năm nữa, 10 năm nữa mình cũng sẽ như thế. Và mình có muốn như vậy không? Không hề muốn. Và lúc đó là mình mới gặp anh Cư, và cũng rất là cảm ơn anh Cư. Nếu mà không có anh Cư thì mình sẽ không có tự tin là mình có thể giảm cân được các anh chị, vì mình thấy anh Cư như thế mà còn có thể giảm cân được thì mình làm sao không thể, đúng không ạ? Cho nên là cái điều mà mình có được trong hệ thống á, là cái này mình chia sẻ nhỏ các chị đừng nói ra ngoài, với hệ thống khác nó đập mình ha. Là ở hệ thống khác không hề có các anh chị, hoàn toàn mình đã ở trong đó một năm trời luôn mà mình vẫn không có được một cái niềm tin là mình có thể làm được cái công việc này, mình có thể thực hiện cái ước mơ của mình ở đây. Nhưng mà nãy các chị đã thấy chị Anh chia sẻ đúng không ạ? Chị đã ở đây và chị đã tin được. Vì sao chị đã tin như vậy ạ? Tại vì hệ thống của mình đã có người làm được và rất nhiều người làm được vì có sự hướng dẫn của thầy đúng không ạ? Và sắp tới là cuối tuần này chúng ta đã có thể là gặp lại thầy trong một buổi tiệc rất là ấm cúng, và đó là một cái điều rất là may mắn, rất là may mắn cho chúng ta. Tại vì không phải em quay nào cũng như em quay nào các anh chị, em quay có đít có đát các anh chị, cho nên chúng ta thật sự là may mắn khi mà có mặt ở đây, có những người lãnh đạo đồng hành cùng với mình ở đây để chúng ta có thể thực hiện được ước mơ của ai ạ? Ước mơ là ước mơ của mình, nhưng mà ai đồng hành? Lãnh đạo và hệ thống và mọi người luôn đồng hành cùng với mình. Cho nên các anh chị cứ yên tâm mà hành động, và khi mà cái cảm giác mà các anh chị mà có được cái trạng thái á, thật sự các chị đi không mệt và gần như là các chị không cần kiếm người, đúng không anh chị? Mình cứ hay nghĩ là làm sao được có cái gì không hề, khi bản thân các anh chị ổn, vòng tròn của các anh chị tròn chỉnh, người nó không kịp để gặp các anh chị. Hôm nay lãnh đạo Lan đi với mình mà gần như là quá mệt và cả thôi bớt lại, tại vì tự nhiên người nó nhảy ra các anh chị, giống như ngay cả khi mà mình đi hội nghị ở đây rất là lâu nhưng mà mình không hề biết người bạn của mình cách nhà anh trường chỉ có 700 m. Một người bạn đại học rất thân của mình, là tại vì sao ạ? Tại vì mình không để tâm cho công việc, mình không có nhìn ra bên ngoài, mình không có thấy được cái sự tiềm năng nó nằm ở đâu. Nhưng mà khi bắt đầu mình để tâm, mình bắt đầu vận hành, mình bắt đầu hành động, đã bắt đầu mình nhìn thấy được khách hàng của mình ở đâu, tiềm năng ở đâu. Thật sự cách nhà anh trường có 700 m thì mình có tự tin mời bạn đó đến đây không ạ? Đó là cảm ơn cái hội nghị gia đình.
đã mà của nhà anh Trường và cũng như hội nghị gia đình ở nhà lãnh đạo Lan bây giờ đang bắt đầu và vận hành, cho nên là chúng ta không thể làm một mình các anh chị, chúng ta không thể ngồi khen chúng ta rất tốt, chúng ta rất giỏi, mà chúng ta cần phải nhờ người bạn của mình, nhờ hội nghị để mà nói giúp mình cho cái đối tác của mình, đúng không ạ? Không thể nói chuyện với đối tác, ừ tao giỏi nha, mày đi theo tao đi là mày chắc chắn thành công, không thể, người ta sẽ không tin, và người ta không thể gặp một người mà có thể cải thiện sức khỏe như cô Lành, đúng không ạ? Cô Lành có một sự đóng góp rất là lớn khi mà bố của mình mời được một người bị bệnh ung thư, khi mà kể một câu chuyện của Lành, và cô có mặt ở đây để hỗ trợ cho mọi người. Tại vì nếu như mình không nhìn thấy anh Cư, mình không tin là mình có thể là giảm cân, nếu mà người bệnh ung thư không thể tin là họ có thể cải thiện nếu họ không gặp cô Lành, đúng không ạ? Và nếu mà mình không nhìn thấy Hiếu và Điệp, mình không tin là mình có thể thành công các anh chị, tại vì thị trường Bình Thuận quá quá cực khổ các anh chị, mình ở đây là quá may mắn, quá thuận lợi, thì mà là Hiếu và Điệp và có thể làm được thì mình tin là mình có thể làm được các anh chị. Cảm ơn.